Tiếp theo đây là phần trao thưởng cho các em học sinh khối Nemo. Đầu tiên cô xin mời các em học sinh khối Nemo thuộc cơ sở Bắc 7 cùng tiến về sân khấu để đón nhận phần thưởng vinh dự về cho mình. Và sau đây là danh sách khen thưởng các em học sinh lớp Nemo 1 Bắc 7. Xin mời em Trần Minh Anh Khoa, Trần Linh Nhi, Đàm Minh Khang, Trần Quốc Anh, Đặng Nam Anh, Lê Đại Nam, Võ Helen, Chu Trần Bảo Uyên, Nguyễn Minh Phú, Trần Hưng Khang, Nguyễn Ngọc Phương Linh, Trần Tử Gia Phúc, Quách Gia An, Nguyễn An Nhiên và em Ngô Hà An. Em Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh, Vũ Thanh Thanh Trúc, Nguyễn Khởi Phong, Trần Thùy Anh, Nguyễn Tuấn Hưng, Huỳnh Tuấn Minh, Dương Vũ Khánh Linh, Nguyễn Thành An, Phan Nguyễn Minh Anh. Danh sách khen thưởng các em học sinh lớp Nemo 2 Bắc 7 gồm có em Nguyễn Kha Song Thư, Nguyễn Trung Nam, Nguyễn Gia Hân, Nguyễn Gia Huy, Nguyễn Hoàng Khang, Nguyễn Quang Anh, Nguyễn Minh Anh, Nguyễn Hải Đăng, Lê Đoàn Ngọc Minh, Trần Lê Minh Anh, Ngô Tuấn Kiệt, Trương Quốc Khang, Nguyễn Tiến Phát, Phạm Hữu Hoàng Duy, Lê Nguyễn Hà An, Lim Nguyên Huy, Nguyễn Hoàng Nam, Nguyễn Phúc Nam Phương, Vũ Hoàng Bảo Nam, Hồ Vĩ, Hoàng Gia Huy, Ngô Ngọc Tuệ Nhi, Đinh Nguyên Bảo Ngọc, Bùi Anh Minh. Danh sách khen thưởng các em học sinh lớp Nemo 3 Bắc 7 gồm có em Võ Đăng Thành, Nguyễn An Nhiên, Lê Nguyễn Bảo Châu, Phan Hùng Anh, Nguyễn Khánh Ngọc, Nguyễn Khánh Phương, Trần Khánh Minh, Lê Anh Đức, Nguyễn Trà My, Nguyễn Phương Trà, Trần Bảo An, Đồng Cát Lam, Hoàng Nam Phương Audrey, Phạm Thủy Tiên, Lê Bảo Nam, Sử Ngọc Thủy Tiên, Trịnh Minh Duy, Lý Hoàng Phúc Khang, Đào Nguyên Khang, Trần Tuấn Long, Vòng Đạt Khoa, Bùi Nhuận Phú, Phạm Thanh Phong, Trần Anh Nam. Danh sách khen thưởng các em học sinh lớp Nemo 4 Bắc 7 gồm có em Phí Nguyễn Quang Anh, Trần Bảo Khánh, Nguyễn Vũ Thùy Anh, Lê Biển Thảo My, Khu Bảo Nam, Nguyễn Lê Bảo Duy, Lê Minh Khang, Trần Huy Khoa, Vũ Khánh Ngân, Phạm Lam Anh, Nguyễn Tiến Minh Quang, Nguyễn Nam Khánh, Đặng Phạm Phước An, Trịnh Minh Khôi, Lê Anh, Phạm Ngọc Thảo Vi, Nguyễn Thiên Phước, Lê Minh Quang, Lê Phú Thảo Nguyên, Trần Thiên Tín, Lê Nguyễn Phương Chi, Bùi Minh Khoa, Vũ Ân, Trần Nhật Anh Nhã. Trân trọng kính mời cô Nguyễn Lưu Thảo Trang, cô Trần Thị Thanh Thảo, cô Lily Rose cùng cô Taylor Nancy Fowles lên trao phần thưởng cho các em học sinh. Trân trọng kính mời cô. And now we would like to invite Miss Lily Match Challenger Role and Miss Taylor Nancy Fowles to come on stage to award.
các cô giáo chủ nhiệm cùng tiến về sân khấu chụp hình lưu niệm với các em học sinh. Miss Taylor. Mời các cô giáo cùng đưa các em học sinh về chỗ ngồi.